là từ 60 ký đổ xuống. Còn xe em M là bà nội đi nói ngược hoài à. Chứ gì? Tự nhiên xe L dưới M với L, M là cái màu chị mặc đó. Là dưới 60. À dưới 60. Nhưng mà nãy chị mặc L, chị đọc L dưới 60, M dưới 75, chị đọc ngược. L là dưới 75 ký. Rồi. Áo khoác 120 nha Tiên Ba, Tiên Ba La ơi. Chừa cho Diễm Châu cái đỏ à, nãy. Cái này có một màu hồng duy nhất. 120 chỉ có một màu hồng duy nhất nha. Rồi ai lấy chốt giùm chị nha. Ai lấy chốt giùm chị áo khoác nha, để em L và em M nha. Rồi tìm lục bình áo khoác xây em M, tìm lục bình cho chị số điện thoại nha. Một màu hồng duy nhất à, một màu hồng duy nhất nha. Có hai xây, có M và L nha. Có M và L luôn nha. Tìm lục bình cho chị số điện thoại nha. Tìm lục bình ơi. Từ từ nha Tiên Bella ơi. Rồi màu hồng chị chừa cho em rồi em cho chị số điện thoại nha. Rồi áo khoác 120 nha, em có size xay nha, L và M nha. Hoa cỏ mây 120 ngàn. Rồi khách lấy thì chọn nhớ chọn. Rồi đúng rồi, khách lấy nhớ cho chị số điện thoại luôn nha. Nini Nguyễn L, áo khoác hồng L, Nini Nguyễn cho chị số điện thoại nha. Nhớ ghi size vô nha, nhớ giọng khách. Rồi ok, Lục Bình. Lục Bình lấy số M. Hoa cỏ dại lấy số M. M là từ 75 ký đổ xuống đúng không? Bả nó bậy hoài luôn á. L, M. L là lớn. M với L, M em có ghi vô đó chị thấy chưa? Chị có đọc M dưới 75 hoài à. Thấy chưa? Lộn rồi đó. Chỉ có M với L thôi, không có F, hiểu không? Quên kìa. Đó chị ghim em vô đây, chị ghim em vô đây cho chị khỏi quên. Cái mẫu này chỉ có màu hồng thôi nha khách ơi. Cái mẫu này chỉ có màu hồng thôi nha. Chất này là chất cô tông mà nó pha một ít da cá thôi nha, chứ nó thật chất là cô tông nha. Rồi Phương là Phương Lam, em Phương Phương Phạm em là màu hồng. Ngô Gia Gia ơi 120 nha em, có hai màu, hai size nha, size L và size M nha. Hồi nãy lấy cái màu đỏ của cái trước á. Những châu nãy là chị em cho em có cái này. Hồi nãy em đi kia em chưa bỏ cái này đúng không? Xe M Phương, Phương Phạm lấy xe M nè. Phương Phạm có số điện thoại. Phương Phan cho rồi. Bé Bành lấy em là hả bé Bành ơi? Hoa cỏ mây ơi, ship bao nhiêu em inbox giùm chị nha, tại vì ship á nó tùy theo nha. Rồi Nana Lê màu hồng L. Của ai có ok đặng chị biết. Rồi đúng rồi, bé Bành lấy xe L luôn nha. Khoan đỏ hồi nãy đổi giùm lấy cái màu hồng mà này. Nãy chừa gì rồi, có nhớ chừa. Nãy chừa cái áo màu đỏ thì phải. Nha Na Lê có cần điện thoại không? Na Na Lê là luôn thế á. Rồi hoa cỏ mây chưa? Tay em mờ. Hoa cỏ mây đã chị in chưa? Đó có điện thoại chưa? Lạ quá vậy. Cho rồi đó. Được chưa? À Ngọc Trinh ơi 120 ngàn nha, có hai xây nha, xây em L và xây em M nha. Hoa cỏ mây cho số điện thoại là 0936680684 0148. Khách nhớ lấy chốt mã số và kèm theo màu, kèm màu này thì lắm kèm em L hoặc em M nha. Có hai xây nha. Rồi, Ngọc Trịnh lấy L.
thêm cái một, à nó cái này 120 ngàn có một màu với cái này là hàng xuất nha mọi người ơi. Cho coi cái tấm màn giùm em, đây là hàng xuất còn sót lại lẻ lại nên là mới sale rẻ như vậy nha mọi người nha. Mọi người nhìn cái tấm của nó là mọi người biết nó là hàng cao cấp rồi nha. 120 mà chia sẻ còn 101 là quá rẻ nha mọi người nha. Cái này là Vy Nguyễn ơi, chỉ có một màu duy nhất nha, cái một màu duy nhất nhưng mà có hai size nha. Rồi lấy xe Diễn Châu, Diễn Châu ơi con lấy màu nào, lấy xe Diễn nào Châu nha. Hãy chừa cái kia rồi nha. Lấy thêm 120 ngàn nha Nguyễn Nguyễn ơi. Diễn Châu ơi con lấy mà con lấy xe nào nha, con lấy thêm xe nào nha. Cái này là hàng sale nó mới có giá đó nên nó không có màu đâu mọi người. L là dưới 75 kg nha chị ơi. 75 kg mặc thoải mái nha. Chị em rồi Apple dễ thương size M rồi chừa cho Nini Nguyễn rồi nha. Apple dễ thương Nguyễn ơi, 120 ngàn có hai size màu hồng không nha, size L và size M nha. 120 ngàn nha, có size L và size M nha. Cái này là hàng xuất dương nó mới có. Khách giờ thấy cái mạc này là khách biết rồi. Rồi lấy cho Diễm Châu cái màu em mặc M màu hồng thêm. Rồi có hai chữ gì hai chữ cho con này nha. Kiếm ngoài đi tư không có đây. Đúng okay. Rồi đúng rồi. Rồi Apple dễ thương chưa? Apple dễ thương nghe chưa? Rồi Diễm Châu đang chữ hình phải không? Rồi Mỹ Trương, Mỹ Trương rồi. 49 ký mặt thay mòn nha. 49 ký mặt thay em hờ. Mỹ Trương có lấy cho kèm số điện thoại vô luôn nha. 49 ký là bằng chị hai á. Kiếm được mình chứ không phải em duy nhung. 49 ký là bằng số ký của chị lấy xe em mà ăn lờ. Lấy em hai cái size L hoa cẩm hay. Rồi. Rồi ok. Cái là thêm cái nữa là 120 ngàn nha. Rồi rồi chưa có coi gì hai chưa cho con là nghe Diễm Châu ơi. Ủa hả? Rồi. Có may hồi nãy ở trên rồi lấy M với chị. Hỏi lại đi, giờ bây giờ tóm lại là lấy một M một L đúng không? Để biết in. Tên ai? Hoa cỏ mai. Hoa cỏ mai ơi, hồi nãy đã chừa cho em một cái M, bây giờ em lấy thêm cái L là tổng cộng hai cái hay sao hoa cỏ mai ơi? Ủa tím một bình hồi nãy là ghi M dưới 60 kg rồi là mặc M là được rồi. Thoải mái gọn gãi, mặc kia gọn. À, em nhầm M. Rồi vậy là thêm một cái M nó tổng cộng hai cái M đúng không? Vậy là lấy không có là chắc lấy M, lấy có một cái M đúng không ạ? Hai cái mà. Nè, hai cái M rồi ok lấy hai cái M. Cái áo khoác này là sale 120 ngàn nha. 53 kg là vừa. Quên tự nhiên 53 kg vừa. Nguyễn Loan một size M. Nguyễn Loan kèm số điện thoại vô luôn nha. Khách báo buôn đầu tiên nhớ chốt kèm số điện thoại cho chị nha. Thiên Kim Nguyễn M. Thiên Kim Nguyễn M. Rồi Mỹ Loan cho số điện thoại. Mỹ Loan cho chị số điện thoại mới chốt hàng được nha. Rồi Mỹ Loan hai cái M. 65 kg size L nha Thảo Ngân ơi, 65 kg là size L nha. Cái này là hàng xuất mọi người ơi, rất là đây khách dòm cái mạng là biết rồi nha. Hàng xuất dương nha, nên là không có màu đâu, còn mỗi màu hồng. Đây bây giờ hết mạng, không có màu hàng xuất dương nên còn có một màu duy nhất nha. Thảo Ngân hai cái em màu chưa? Đây này em là Thảo Ngân. Có một màu duy nhất nha Thảo Ngân ơi. Có một màu duy nhất và hai size thôi nha, size L và size M nha. Rồi Thảo Ngân lấy size L, Thảo Ngân kèm chị số điện thoại giùm đi. Nguyễn Loan cho số điện thoại chưa? Nguyễn Loan cho rồi. Rồi. Hết chưa? Đúng rồi, 65 kg. Tiền Nguyễn 53 kg là lấy size. 53 kg size M. Rồi 53 kg lấy xe M nha em ơi. Đang bán mà Tiểu La ơi, khách đang Tiểu La ơi chờ mà. Chị chút xíu nha Tiểu. Tiểu Mùi Mùi chứ nói lộn. Rồi Tiền Nguyễn có lấy thêm cái nữa hả? Nguyễn Long lấy hai cái xe M. Tiền Nguyễn ơi 53 kg là em lấy xe M nha. Rồi chị chốt cho Long Nguyễn rồi nha, hai cái xe M rồi nha. Được chưa? Xong hết rồi. Rồi cái đầm này nha.
Rồi Trang Trang chờ chút xíu nha Trang Trang, chị lên phát lửng liền nha. Rồi Tiền Nguyễn, để em mời Tiền Nguyễn cho chị số điện thoại luôn nha. Rồi áo khoác 70kg là lấy xe. Nhưng mà cái này giống trai quá à. Nó không có bán, em không có bán đồ nam, chỉ bán khoác nữ thôi. Áo khoác là áo khoác nữ nha, không có bán khoác nam nha. Chốt Nguyễn Thái Văn Võ Đại rồi nha, Nguyễn Loan ơi. Nguyễn Loan chị chốt hai cái rồi nha. Tiền Nguyễn cho chị số điện thoại nha Tiền Nguyễn. Còn Văn Đại ơi, cái này là áo khoác nào nữ nha em ơi. Nếu mà nữ thì 70kg em lấy xe ML nha. Nếu mà lấy thì chốt cho chị số điện thoại và để chữ M nha, nhân L nha. Rồi Hân Nguyễn lấy một cái M. À em mua cho vợ em rồi. Ok em nếu em lấy thì em chốt giùm chị xe ML. Xe ML và chốt kèm số điện thoại nha. Rồi 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 ok em. Trời ơi chắc bà xã em cưng em dữ lắm luôn nè. 120 ngàn nha em. Bà xã này chắc thấy mà chồng về chắc luôn dữ luôn. Rồi là chừa cho Văn Đại một cái ăn lờ nữa nha. Văn Đại cho chị số điện thoại nha, nếu lấy kèm cho chị số điện thoại nha. Rồi cái đầm này nha, bây giờ chị bán tới cái đầm này nha. Cái đầm này có mốt ngực luôn, sale 150 ngàn nha. Đây là hàng thiết kế cao cấp nha, sale 150 ngàn. Đây là mã 1, có một vàng, một hồng và một đen nha. Ai lấy chốt giùm chị mã số 1 kèm theo màu nha. Có mốt ngực luôn nha. Rồi rồi cái mẫu này dưới 50kg đổ lại là vừa. Còn nếu mà khách ai trên số ký đó, không coi giảng, ai trên số ký đó thì nhớ cho chị số ký và chiều cao nha. Mỹ Linh á, em bao nhiêu ký và cao bao nhiêu, em cho chị số ký và chiều cao nha Mỹ Linh ơi. Rồi cái mẫu này sale 150 ngàn nha, ai lấy chốt giùm chị nha. À có một màu duy nhất, tại vì cái đó là chỉ có cái màu đó là nó còn sót lại là còn sale thôi nha, còn những cái màu khác là không có sale nha. Chỉ đó có sale L và sale M thôi nha. Rồi ai lấy chốt giùm chị cái đầm này nha, 150 ngàn nha. Chia sẻ rồi mình 55kg cao mét 62, cái đầm này vừa không? 55kg cao mét 62 chắc vừa này. Vừa nha Linh Mỹ ơi, vừa nha. Rồi full cái mẫu này cho Gia Như và thêm đen. Ok Gia Như nha. Rồi Linh Mỹ vừa nha em ơi. Ai lấy chốt giùm chị mã số 1 kèm theo màu nha. Có một đen, một hồng và một vàng. Sale 150 ngàn, chia sẻ rồi mình còn giảm 10 ngàn thì chỉ còn có 140 thôi.